lại được chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại bản tin của Seven News. Mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý được chúng tôi gửi đến ngay sau đây. Xe khách tông đuôi ô tô con phanh gấp, xe nào say? Mạng xã hội mới đây lan truyền một đoạn video ghi lại tình huống giao thông gây tranh cãi. Khi một ô tô con đang di chuyển trên đường bất ngờ phanh gấp và đánh lái chuyển hướng, dẫn đến va chạm với xe khách lưu thông phía sau. Vụ việc xảy ra vào gần 9 giờ ngày 6 tháng 2 trên đường Võ Nguyên Giáp, đoạn qua địa bàn huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Theo clip, một ô tô con màu đỏ mận hiệu Chevrolet đang di chuyển trên đường Võ Nguyên Giáp hướng từ cầu Nhật Tân về sân bay nội bài. Khi đến khu vực nói trên, tài xế xe này bất ngờ phát hiện phía trước xuất hiện chướng ngại vật nằm trên mặt đường nên phanh gấp, đồng thời đánh lái sang phải để tránh. Đúng lúc này một xe khách màu xanh đang di chuyển cùng làng với ô tô Chevrolet. Khi thấy xe phía trước phanh gấp cũng lập tức chuyển sang làng phải. Do khoảng cách quá gần, tài xế xe khách đã không kịp tránh, dẫn đến va chạm, khiến phần đuôi xe bị mất méo. May mắn vụ việc không gây thiệt hại về người. Đoạn clip sau khi được đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng với nhiều ý kiến, tranh luận. Phần lớn người xem đều cho rằng tài xế xe khách là người mất lỗi trong tình huống nói trên khi lái xe không giữ đúng khoảng cách an toàn. Mặc dù vậy, một số dân mạng cũng cho rằng tài xế ô tô con trong vụ việc cũng quá non kinh nghiệm khi xử lý tránh chướng ngại vật. Tiêm chất làm đẹp da, nam thanh niên bị biến chứng vùng mặt Làm công việc liên quan đến ngành giải trí, nam thanh niên 25 tuổi ở Hà Nội cảm thấy không hài lòng với làn da sần sùi, kém mịn, nên đã đến tiệm spa của người quen để tiêm chất làm đẹp da, tiêm meso hai má. Chủ spa khẳng định chắc nịch, chỉ sau 3 đến 4 ngày, nốt sẩn sẽ biến mất, làn da anh này trở nên căng mịn sáng bóng. Tuy nhiên, gần 2 tuần sau, hai bên má của nam thanh niên vẫn chi chít các nốt sẩn đỏ, vón thành những cục cứng trên da. Đến khám tại Bệnh viện Gia Liễu Trung ương sau một tháng tiêm meso, hai má bệnh nhân dày đặc nốt sần, da viêm tấy, cảm giác bức rất khó chịu. Theo tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Hữu Quang, Phó trưởng khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và phục hồi chức năng Bệnh viện Gia Liễu Trung ương, sau thăm khám bệnh nhân được chẩn đoán bị viêm bán cấp, biến chứng sau tim meso và phản ứng u hạt trên da. Bệnh nhân được điều trị bằng thuốc uống và chích thuốc vào vùng tổn thương để giảm phản ứng u hạt, viêm nhiễm, thế nhưng tổn thương đáp ứng rất chậm. Vùng da mặt bệnh nhân chỉ giảm phản ứng viêm do bộ nhiễm, còn các nốt tăng sắc tố trên má và nhiều vết thâm do tiêm chất làm đẹp vẫn không giảm. Khoảng hơn một năm sau, tình trạng này mới giảm dần, bác sĩ Quang nói. Theo bác sĩ Quang, việc tiêm meso cần được chỉ định và sử dụng đúng hàm lượng, bởi nếu đưa vào quá nhiều không đúng cách cũng sẽ gây áp xe, teo da và biến chứng. Tạm thu hồi quyết định kỷ luật cô giáo bị đồng nghiệp cưỡng chế khỏi lớp học. Sáng ngày mùng 7 tháng 2, một nguồn tin tại trường Trung học phổ thông Hai Bà Trưng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế xác nhận chi bộ trường họp và bỏ phiếu thống nhất tạm thu hồi kỷ luật khiển trách về mặt đảng với cô Hồ Thị Tâm, giáo viên môn ngữ văn. Cô Tâm là nữ giáo viên trong clip bị nam đồng nghiệp khóa tay trước mặt học sinh đuổi ra khỏi lớp học từng gây xôn xao dư luận. Lý do tạm thu hồi là để bổ sung một số văn bản cũng như quy trình theo đúng quy định của đảng trên cơ sở hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Thành Ủy Huế. Tại cuộc họp nêu trên, cô Hồ Thị Tâm vắng mặt. Vì lý do sức khỏe, một lãnh đạo ủy ban kiểm tra thành ủy Huế cũng cho hay, hiện đơn vị chưa có bất kỳ chỉ đạo gì liên quan đến việc kỷ luật cô giáo ở trường Trung học Phổ thông 2 Bà Trưng mà chỉ hướng dẫn nghiệp vụ theo điều lệ. Trước đó ngày mùng 2 tháng 2, chi bộ trường Trung học Phổ thông 2 Bà Trưng ban hành quyết định kỷ luật đảng đối với cô giáo Hồ Thị Tâm bằng hình thức khiển trách. Vụ việc nữ giáo viên bị nam đồng nghiệp khóa tay đuổi khỏi lớp học gây xôn xao dư luận từ tháng 10 năm ngoái. Thời điểm đó, nam giáo viên đẩy đồng nghiệp kèm câu nói bước ra trước sự chứng kiến của hàng chục học sinh lớp 10 đang trong tiết sinh hoạt. Trước khi xảy ra sự vụ, một số học sinh và phụ huynh lớp này phản ánh xin đổi cô Tâm, giáo viên dạy môn Văn vì cách giảng bài khiến học sinh không hiểu. Do vậy, trong tiết sinh hoạt của lớp, cô Tâm vào để đòi làm rõ nên xảy ra ồn ào. tài xế nhân viên hai xe khách đánh nhau loạn xạ trên quốc lộ 1. Ngày 7 tháng 2, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ngắn ghi lại cảnh tài xế, nhân viên, hai xe khách đánh nhau loạn xạ trên quốc lộ 1, đoạn đầu lộ 16, cầu Ba Càng, Vĩnh Long. Đoạn clip thể hiện Xe khách Phương Trang dừng lại ở phía trước đầu xe khách Hảo, Cà Mau, chưa rõ biển số. Sau đó tài xế và nhân viên hai nhà xe này đều cầm gậy dài đánh nhau loạn xạ giữa đường. Trong đó, một người của nhà xe Hảo bị té nhào ra đường. Tài xế này cho biết, chiều mùng 6 tháng 2, anh đi trên quốc lộ 1 đoạn qua lộ 16, huyện Tam Bình, thì thấy đông xe nên di chuyển chậm. Sau đó anh thấy cảnh tài xế và nhân viên hai nhà xe đánh nhau loạn xạ. Cả hai người trên xe khách Phương Trang và ba người khác trên xe khách Hảo, Cà Mau. Nguyên nhân xảy ra ẩu đả có thể là do mâu thuẫn trong lúc di chuyển, vượt mặt khi lưu thông trên đường. Có một người của nhà xe Hảo té ra đường, nhưng tài xế Phương Trang có vẻ nương tay nên không đánh tiếp. Sau ẩu đả, những người này đều nhanh chóng lên xe đi tiếp. Tài xế chứng kiến sự việc nói, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết chưa nhận được tin trình báo vụ việc nói trên nên chưa nắm cụ thể. Tuy nhiên, Cảnh sát sẽ xác minh tìm hiểu thị trấn Tam Đảo mờ ảo trong màn sương mù dày đặc giữa trưa. Theo ghi nhận trưa ngày 7 tháng 2, sương mù dày đặc bao phủ toàn bộ thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc, khiến nhiều người điều khiển phương tiện phải bật đèn, chạy chậm vì tầm nhìn bị hạn chế. Các con đường sương mù gian lối tầm nhìn xa hạn chế, phương tiện di chuyển phải bật đèn xe dù giữa trưa. Ông Mai Văn Thưởng ở thôn 2, thị trấn Tam Đảo cho biết, hiện tượng này xuất hiện 3 ngày nay, do nhà bán hàng trời nồm ẩm nên rất khó chịu phải lau nhà bằng dẻ khô thường xuyên cứ 10 phút hai vợ chồng lại phải thay nhau lau nhà vì những ngày này trời nồm sàn nhà thường xuyên ẩm ướt ông thưởng nói hiện tại thời tiết tại thị trấn tam đảo là 19 độ trời có mưa nhỏ do đó những con phố đồng vui nay cũng vắng vẻ hơn ông nguyễn văn hưởng trưởng phòng dự báo thời tiết trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết từ đầu tháng 2 trở đi, không khí khô được thay thế bằng khối không khí ẩm. Giai đoạn này, các tỉnh Bắc Bộ chuyển sang trạng thái mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Trời rét về đêm và sáng, thời tiết nằm ẩm phía Đông Bắc và Đồng bằng Bắc Bộ có thể sẽ tiếp tục kéo dài đến hết ngày 11 tháng 2. Độc đáo người có biệt tài sang ông chúa ngầm cả trăm con ong trong miệng tình cờ đến thăm vườn chăm sóc ong của ông Trịnh Phước Trung, 62 tuổi, ngụ thành phố Cần Thơ. Bất ngờ nhìn ông đưa tay ra, hốt liên tục ba nắm ong, cho vào miệng ngậm. Trong khi ông không mặc đồ bảo hộ, không đeo bao tay và lưới đội đầu, khiến nhiều người không khỏi tò mò và kinh ngạc. Hàng trăm con ong cứ bay tứ tung trong và ngoài miệng của ông Trung. Một lúc sau thì bay đi hết. Điều đặc biệt là dù đàn ong bị động ổ như thế, nhưng bằng cách kỳ diệu nào đó mà ông Trung vẫn không bị con nào chích cả. Ông Trung bật mí, do ông thường xuyên đến vườn chăm sóc đàn ông nên chúng đã quen hơi của ông. Lúc bỏ ông vào miệng, ông cũng thực hiện thao tác chậm rãi nhẹ nhàng. Nhờ đó đàn ông không có cảm giác bị tấn công nên chúng không chích ông. Ông Trung kể đã hơn 40 năm gắn bó với nghề. Ông Trung bán với giá trung bình 1 triệu đồng một thùng ong. Thùng được đóng bằng gỗ, bắt ông chúa cấy vào và gây đàn. Sau khoảng 4 đến 5 tháng nuôi ong, mỗi thùng sẽ thu được khoảng từ 0,5 đến 1 lít mật tùy từng thời điểm, với giá bán từ 600 đến 900 000 đồng một lít. Cứ mỗi tháng, ông lại đi kiểm tra các thùng ong mật của nhà vườn, nếu có mật nhiều thì thu hoạch, nhờ đó mà ông Trung có thu nhập đều đều từ nghề này. Sạt lở đất tại Peru, hạ tầng giao thông hư hại nặng, 36 người thiệt mạng. Theo quan chức dân phòng Wilson Gutierrez tại tỉnh Camana, Peru, lực lượng tìm kiếm cứu nạn, đã tìm thấy 36 thi thể ở khu vực vùng sâu vùng xa Miski. Trong số đó, có 5 người đang di chuyển bằng xe tải van bị bùng đất sạt lở đẩy xuống sông. Giới chức nước này cho biết, mưa lớn dài dẳng làm đất đá ở khu vực Arequipa của nước này sạt lở từ ngày 5 tháng 2. Lực lượng cứu hộ đã huy động máy móc hạng nặng để dọn dẹp đất đá tràn đầy xuống đường kéo dài 3 km trên một con đường quan trọng của nước này. Bên cạnh thiệt hại nặng nề về người, do chức dân phòng nước này ước tính có 630 ngôi nhà không còn có thể sử dụng, nhiều cây cầu, kênh tưới tiêu và đường xá cũng bị ảnh hưởng nặng. Trung Quốc đổ xô mua, giá sầu riêng tăng chóng mặt. Sức mua tăng mạnh từ thị trường Trung Quốc đã thúc đẩy giá sầu riêng tăng cao chưa từng có. Tại Tiền Giang, đầu tháng 2, giá sầu riêng tăng cao, hút hàng nên nhà vườn rất phấn khởi. Đơn cử tại huyện Cai Lệ của tỉnh Tiền Giang, giá sầu riêng đã đạt mức 150-190.000 đồng một kg. Theo các nhà vườn, mức giá này cao gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Với mức giá này, nhà vườn đúc túi cả triệu đồng. Theo Sở Công Thương Tiền Giang, sau 2 năm khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, hiện nay sầu riêng tăng giá giúp người dân phấn khởi vì tăng thêm thu nhập, kích thích người dân đầu tư thêm cho vườn sầu riêng. Tuy nhiên, ngành chức năng tỉnh Tiền Giang cũng khuyến cáo người dân cần theo dõi thị trường, không nên thấy giá sầu riêng tăng vọt mà đổ xô chặt bỏ cây trồng khác để trồng sầu riêng, tránh cung cầu bị mất cân đối. Có thể thấy, sau khi Trung Quốc và Việt Nam ký nghị định thư xuất khẩu chính ngạch sầu riêng sang Trung Quốc, xuất khẩu sầu riêng đã có sự tăng trưởng chóng mặt. Sầu riêng được biết đến là loại trái đặc biệt được ưa chuộng bởi khách hàng Trung Quốc. Sản lượng sầu riêng tiêu thụ tại Trung Quốc chủ yếu nhập khẩu từ nước ngoài năm 2021 lên tới 821.500 tấn. Hơn 2 năm không về nhà, con bật khóc khi đoàn tụ thấy bố già đi. TikToker C đã chia sẻ video ngắn kể về mối quan hệ của bản thân và bố, vì chuyện gia đình mà đã khoảng 2-3 năm cô chưa về một lần thăm nhà, thậm chí mối quan hệ của cô với bố cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, có thời điểm C vì giận mà không liên hệ, nói chuyện, họ thăm bố trong nhiều ngày để tạo bất ngờ nên lần về thăm nhà này cô đã quyết định làm điều đặc biệt. Trước đó TikToker này đã thông báo với bố về việc sẽ về thăm gia đình tuy nhiên gần sát giờ cô bất ngờ gọi điện cho bố nói rằng bản thân bận và không thể về được nữa thay vào đó xe có mua một ít quà và nhờ bạn thân mang tới mong bố ra cửa để nhận lúc cô bạn thân mang quà tới bố ra mở cửa với khuôn mặt khá buồn mặc dù đã định trốn vào một góc để tạo bất ngờ cho bố thế nhưng ngay khi thầy bố bước ra không thể kiềm chế được nữa nên xe đã chạy ra ôm chầm lấy bố mình lúc đó ông chỉ biết ngỡ ngàng rồi ôm chặt con gái vào lòng và có một số lời trách móc yêu thương cả hai bố con mừng mừng tuổi tuổi ôm chặt nhau sau thời gian xa cách sau khi con gái bật khóc thì bố lại nửa nụ cười rạng rỡ hạnh phúc cuối cùng sau bao giận hờn hai bố con đã được đoàn tụ cảnh này cũng khiến không ít người xem cảm động. Mọi người cho rằng bố mẹ ngày càng già đi và chẳng còn nhiều thời gian con cái đừng mãi giận hờn mà hãy trân trọng mọi khoảnh khắc được ở bên cạnh, yêu thương bậc sinh thành hơn. Cho ngược con đường 160 cây kèn hồng nở rực rỡ một góc trời ở sóc trăng sau tết nguyên đán là thời gian hoa kèn hồng nở rộ khi tìm về miền tây nhiều người không khỏi bất ngờ khi phát hiện một rừng hoa kèn hồng hoành tráng ở sóc trăng men theo con đường hùng vương dẫn vào trung tâm hành chính huyện châu thành du khách sẽ lạc vào một thế giới màu hồng đầy thơ mộng, dịu dàng của những cụm hoa nở chi chít, nổi bật dưới vòng trời xanh. Được biết, đây là con đường duy nhất ở Sóc Trăng trồng loại hoa này, với con số lên đến 160 cây. Mỗi độ hoa nở lại tạo nên một khung cảnh vô cùng hoành tráng, chẳng khác nào cảnh quay trong những bộ phim lãng mạn. Năm nào cũng vậy, chưa đến khi hoa nở, người dân địa phương lại nối đức đến chụp ảnh làm kỷ niệm. Đây cũng là địa điểm lý tưởng, được nhiều cặp đôi lựa chọn để chụp ảnh cưới. Hiện tại, con đường kèn hồng ở Sóc Trăng chưa bước vào giai đoạn bung tỏa rực rỡ. Được biết, hoa thường nở vào tháng 3 đến tháng 6 dương lịch. Vì vậy, bạn hoàn toàn có thể lên kế hoạch cho một chuyến du lịch về miền Tây, ghé lại Châu Thành để chiêm ngưỡng khung cảnh thần tiên hiếm có này bản tin xin được tạm dừng tại đây mến chúc quý vị và các bạn có một ngày thật nhiều niềm vui đừng quên nhấn nút theo dõi và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức thú vị mỗi ngày mến chào và hẹn gặp lại